Thay đổi hình nền biểu tượng icon cho ứng dụng dùng trên điện thoại iPhone. Các bạn đã biết cách để thay đổi chưa? Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể thay đổi hình nền ứng dụng trên điện thoại iPhone mà các bạn không cần phải tải bất kỳ một cái ứng dụng nào, mà các bạn thực hiện ngay ở trên điện thoại của các bạn, cực kỳ dễ hiểu nhé. Các bạn nào còn đang chưa biết cách để thay đổi hình nền ứng dụng, các bạn cùng theo dõi ngay video này của mình nhé. Như các bạn đang nhìn cái biểu tượng ứng dụng ảnh của mình nhé, thì mình đã thay đổi thành một cái biểu tượng cây rất là đẹp này. Các bạn mình chọn vào thì các ảnh vẫn giống như các bạn vào thư viện ảnh như bình thường nhé. Đây, đó, đây các bạn nhìn này. Để đổi cái hình nền cho ứng dụng mà các bạn tùy chọn ở trên điện thoại iPhone, thì các bạn hãy tải cho mình ứng dụng phím tắt nhé. Những bạn nào mà chưa có ứng dụng phím tắt trên điện thoại iPhone, các bạn hãy nhanh chóng tải cho mình cái ứng dụng phím tắt ở trên cửa hàng kho ứng dụng App Store nhé. Sau khi các bạn tải ứng dụng phím tắt xong, các bạn hãy vào luôn cho mình cái ứng dụng phím tắt nhé. Thì đây chính là cái biểu tượng, tức là ở bên trong giao diện của phím tắt. Các bạn nhìn cho mình ở trên góc trên cùng bên tay phải có biểu tượng dấu cộng ở đây. Các bạn sẽ chọn vào. Rồi, hiện tại thì nó sẽ hiển thị cho các bạn cái phần là thêm tác vụ. Ở đây các bạn chọn vào cho mình là phần dấu cộng nhé, thêm tác vụ. Rồi, các cái danh mục này thì các bạn không cần quan tâm cái nào, các bạn chọn luôn vào cho mình cái phần là soạn tập lệnh, cái dòng thứ hai này tay mình chỉ này, các bạn sẽ chọn vào. Đấy, soạn tập lệnh. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo xuống đến cuối cùng cho mình. Cuối cùng đến cái phần là ứng dụng. Trong đó có cái phần là mở ứng dụng ở đây, các bạn sẽ click vào cho mình luôn phần mở ứng dụng trong phần ứng dụng đó. Ok. Thì các bạn sẽ nhìn trên chỗ mở này này. Đấy, nó có cái phần là ứng dụng mở này, các bạn sẽ nhìn chưa? Đây này, ứng dụng mở này, các bạn sẽ click vào. Và các bạn sẽ thay đổi cho mình cái icon. Ví dụ như mình chọn ứng dụng thay đổi hình nền của cái ứng dụng ảnh nhá. Đúng rồi, ứng dụng ảnh ở trên iPhone. Rồi, mình không muốn cái biểu tượng mặc định của nó như thế nữa thì mình sẽ thay đổi một cái mới, cái hình nền mới để cho mới lạ hơn. Ok. Sau khi các bạn chọn xong, các bạn nhìn vào cái phần là mở ứng dụng đầu tiên này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái mũi tên này, các bạn sẽ chọn cái mũi tên nhỏ nhỏ đó. Tại đây thì các bạn chọn mục đầu tiên phần đổi tên cho mình nhé. Đấy, đổi tên thì các bạn muốn đổi tên là gì thì đổi tên, mình sẽ vẫn đổi tên là ứng dụng ảnh thôi. Tuy nhiên nó chỉ thay đổi cái hình nền thôi. Ok. Sau khi các bạn đổi tên xong thì nó sẽ ở trên cái phần phím tắt này. Đấy, tác vụ này nó sẽ là ảnh. Các bạn chọn tiếp vào. Và nó có cái phần là thêm vào màn hình chính, các bạn sẽ cộng vào cho mình. Đó, đây chính là cái phần là biểu tượng. Tên đã thay đổi nhé, còn biểu tượng thì các bạn sẽ chọn vào phía dưới này nhé. Tên và biểu tượng trên màn hình chính, các bạn sẽ chọn vào. Rồi, xuất hiện, nó sẽ hiển thị là chọn ảnh này, chọn ảnh từ chụp ảnh này, chọn ảnh từ thư viện và chọn đẹp thì mình chọn luôn ảnh có sẵn. Đấy, mình chọn vào cái, mình sẽ chọn cái nền của cái ứng dụng ảnh như này. Đó, mình chọn này. Ok chưa? Đó, các bạn nhìn bây giờ là cái biểu tượng ảnh nó sẽ thay đổi thành cái hình nền mà mình vừa thay đổi nhé. Rồi, sau khi các bạn chọn vào thì các bạn sẽ hiển thị là thêm nhé. Chọn thêm ở đây. Rồi, đó, thì đây chính là cái biểu, cái ứng dụng ảnh này. Đấy, ảnh mặc định ở trên điện thoại ấy, thì bây giờ nó sẽ là cái biểu tượng avatar của mình. Chọn vào, vẫn truy cập vào biểu tượng ảnh bình thường, vào thư viện ảnh bình thường nhé. Đấy, các bạn thoát ra này, vào này. Đấy, ok chưa? Tương tự với các cái ứng dụng khác, các bạn cũng có thể thay đổi và thực hiện theo cách tương tự nhé. Chỉ vài thao tác đơn giản như thế thôi là các bạn có thể thay đổi được cái hình nền icon trên ứng dụng cho các ứng dụng dành cho điện thoại iPhone. Rồi, hy vọng thông qua cái cách giới thiệu vừa rồi, hướng dẫn vừa rồi, các bạn biết thêm một cách mới, có trải nghiệm mới khi các bạn sử dụng điện thoại iPhone. Và nếu các bạn thấy video hay, hữu ích thì các bạn nhớ để lại cho mình một like, comment phía dưới phần bình luận video. Rồi, và có bất kỳ câu hỏi nào các bạn cũng để dưới phần bình luận video, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.